về nhá. Mitsubishi MT 2001. Chiếc này rẻ thôi, không cao đâu. Mới về. Anh Tấn là thợ bên mình đó. Rồi đây, về nhá. Đó, xe rất bốc nha. Mới về mà em nhá. MT 2001. Hàng về. Có Mitsubishi 2 cầu nha. MT 2001. Hàng về liên tục. Rất đẹp nha. Đồ có mấy siêu đúng đỉnh luôn. Đây, đắp mặt nạ rồi vô cho đầy đủ hết. Quét 40 nha. Mới về con này đẹp long lanh luôn, có mấy che rồi đầy đủ hết á. Đẹp xuất sắc. Về hai ba con lấy tiếp. Rồi nâng cái mui lên đã kìa. Nâng cái mui lên đi cho nó sướng. Nâng lên đi, đổ mặt nắng đại ca. Quét 40 nha. Bốc đầu. Quét 40 mới về nha, cực đẹp luôn, cực đỉnh. Mới về tức thì luôn nha. Hôm qua là giỗ tổ Hùng Vương, thì ngày nay là ngày bao nhiêu đó thì các bác biết rồi đó. Thì mới về con này, hai con nha. Hai em mới về. Mới về con US 40 nữa nha. Tuyệt đỉnh luôn, con này cực đẹp luôn, đẹp long lanh. Về thêm con nữa. Quét 40 nha. Không thể có con nào đỉnh hơn được con này. Nó đổ đồ hết. Quét 40 nha, nói về em này đẹp lắm. Chốc nữa bên kia anh cái chốc nữa vô trong tiền rồi thanh toán xong. Thì cứ vô chốc vô xưởng này. Một con US nha, cực kỳ đỉnh.